kiến gì không? Bảo con nè. Đây, mất cuộc thôi. Đây, người ta
Chị Ly cái này được chưa? Đâu đi thương xuống chờ nè. Con đưa họ thì con quậy dứt quậy. Bây giờ gia đình không còn minh mẫn gì nữa. Không phải bây giờ không, tức là nó đang rối lên rồi. Mà bây giờ để ông ngoại mà ông Phương bác mới nhắn. Bây giờ như này. Là vì Phương đã truyền miễn dịch được một liều ngày 3 tháng 3, muốn 3 tuần thì một liều. Cái đó là 42 triệu một liều không chứ thì con đi mua thuốc cho Phương mà. Biết rồi, ông ngoại không có đó. Ông truyền ông ngoại không có đó. Ông ngoại biết truyền cái đó rồi. Ông ngoại có mặt ở đó với bà ngoại không? À. Vậy thì bà ngoại muốn Phương về. Hả? Bà ngoại muốn Phương về.
làm sao không nói với mẹ Phương được, con không biết, bác cứ hỏi ông ngoại cứ ra hỏi bây, mẹ. Bây giờ cho bây giờ con gọi điện bác luôn, bác luôn ông ngoại nói chuyện bác luôn nha. Con gọi bác luôn, mua thuốc của Phương này. Con gọi bác luôn ông ngoại nói chuyện coi phải là Phương đang truyền cái đó tốt hơn hay không, để bác ông ngoại nói chuyện với bác luôn. Rồi. Chứ không phải là con bị cái chuyện này. Không, con làm sao không? Con cứ mời mà thôi. Ơi. Tôi Liên đứng cạnh đi. Quan tâm sâu chung mà chú biết, nhưng mà qua mình mà điều trị thì chú biết là ở trong đấy hầu như là chỉ có tiền giảm đau cho Phương thôi. Mà nói thật muốn lần chuyển đi chú A12 luôn, là nói là tránh khán giả là kia là chú đều biết hết, chú nghĩ trong lúc hết chú biết. Và khi mà hôm mà chú gọi cho bác Luân đấy, thì bác Luân có nói là tình hình nói thật là chị thì con chưa nói, nhưng mà với chú thì con cũng nói, chú nói thật với chú là bệnh tình của chị thì không được bao lâu nữa đâu, nên chú sao thế nào rồi ấy. Thì đó, hôm đấy chú cũng nghe được cái thông tin từ con như vậy, mà đúng thật bệnh bệnh của Phương thì nói không nặng, chú cứ làm mới đầu. Bây giờ con nói là kể cả có đáp ứng miễn dịch của chị nói là được lâu thì không bao giờ được lâu nữa. Đó, thấy không? Kể cả bây giờ cái thuốc đấy là hy vọng là nó giảm đi thôi, nhưng bảo khỏi được không là không bảo. Chắc đó. Chắn nó không thể khỏi được. Đó. Đó. Thế là bây giờ con nói là cái thuốc đấy là hy vọng là nó giảm đi thôi, nhưng bảo khỏi được không là không bảo. Chắc chắn nó không thể khỏi được. Khỏi là không bao giờ có được. Chỉ có là bây giờ đều có đáp ứng tốt nhất. Đây là sống đời đời, nói tôi cứ nói chuyện mà cuộc sống với một năm hay một tháng thì tùy từng người. Đối với con đấy một ngày cũng là quan trọng, nhưng mà đối với người khác có thể một năm cũng quan trọng, thì cái chuyện đấy là hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình mình. Một cái hả? Làm chưa làm, lúc nào gì ăn được. What the hell? Ăn thì mới có sức mà làm. Ông nào không được kéo xin mũi thế là không được em bẩn. Ô cái này có cái giỏ hay nhỉ, để cho mượn. Thời trang cái thời trang cái. Thank you.
đến bao giờ? Nhớ biết cắt kéo dài đâu. Bỏ xuống đi, đổ lên đi, đổ ra. Kéo này lên cây thì hãy đục xuống. Quả tận nhiên rời cái thì cắt cái gì? Kéo đi. Kéo lên, nhưng anh cứ đứng ở dưới ngặt, không sao mà đúng. Không áo nhỉ? Cậu cứ đứng như tượng đến tối chắc được 2 cân như đấy mà tạ. Mẹ đòi cắt quả tròn ở đây còn đéo nó mà đòi cắt ở đây. Trên kìa. Tỉa lên đến tỉa. Lên tỉa. Rồi một quả đấy. Ủa? Cái này ai cắt rồi để đây một quả này. Để trên đây này. Đi vào trong kia mà cắt đi, đi nhanh. Đây đây, hai quả này xong cắt. Với được đâu. Ê. Cắt quả to to đi nha, quả béo đừng cắt nha. Quả này hơi méo. Nếu mà nó to mà. Cắt 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 đi. Đến nhiều cân. Đèo lên đéo mấy quả mấy cành này này. Đấy cà kheo mà đi cao thì vào trong kia lại quả đéo mẹ chán cậu vãi luôn.